Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tựa game mang tên Ông Ngoại Kinh Dị Granny Bar. Nghe thấy kinh dị là thích rồi đó. Thích rồi đúng không? Thích rồi đúng không? Yeah. Thì như các bạn đang nhìn ở trên màn hình nè, thì đây các bạn thấy, ui dồi ôi, cái ông đang cầm súng, ổng là ông ngoại đó mấy bạn đó. Cái gì vậy bà nội? Thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta là phải trốn khỏi cái ông ngoại kinh dị này, hiểu không? Đấy. Thế bình thường là mình trốn khỏi bà ngoại, bây giờ mình trốn khỏi ông ngoại luôn. Ghê đúng trời. Rồi, bữa nay là mình chơi trốn khỏi ông ngoại luôn. Ok rồi, tiếp tục nè. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với game Ông Ngoại Kinh Dị đêm đầu tiên. Cái gì đây? Một người đang vào trong một cái ngôi nhà. Bình thường mà vô nhà người ta buổi tối vậy là chỉ có ăn trộm thôi bạn ơi. Cái này là đi ăn trộm nè. Tại sao vào một cái nhà hoang vậy? Sao nhà là... Ông này là ông tò mò, ông đi vô nhà ma, ông khám hiểm nè đó. Đúng, cái này là cái đó đúng. Hoặc cũng có thể là ông đang trộm. Trời ơi, thấy ghê quá, ăn trộm nhà nào vô vòng, trộm nhà ma là cái gì vậy trời? Ủa rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ta? Ui, cái gì vậy? Ôi, cái cửa kìa. Cái cửa đóng lại rồi. À, không, cái cầu. Trời cầu đóng lại rồi. Ơi, vậy sao về được hả? Rồi. Kiểu này là chắc chắn là sẽ đi vô nhà là gặp ông ngoại kinh dị đấm cho cái ngất xỉu nè, chắc luôn nè. Cái nhạc kinh dị nổi lên, ông ngoại kinh dị trong truyền thuyết. Ôi. Trời ơi, bị bắn vô một cái ngất xỉu luôn mấy ông ơi. Rồi, hết game rồi. Giờ thua rồi, còn gì nữa, bị bắn một cái thì sao sống nổi. Ồ, gì? Đêm thứ mấy? Ngày một. Ngày đầu tiên. Ôi, mình đã bị nhốt mấy bạn ơi. Oh my god. Ủa, cái gì mình còn sống hả? Trời ơi, sao già dữ vậy? Sao ghê vậy ta? Bị ăn nguyên cái viên đạn shotgun như trong người vậy mà không chết mấy bạn à. Vậy mà vẫn còn sống ghê thiệt đây. Ở đây là cái cửa. Ui, bị khóa rồi. Ui, có cái chìa khóa. Đây. À, có cái móc. À, hiện tại là chúng ta đang bị nhốt ở trong một cái nhà tù mấy bạn à. Cái này là ông ngoại phát hiện ra một mình là đi ăn trộm rồi, cho nên ông ấy bắt mình rồi. À! Trời ơi. Ê, ông ngoại. Trời ơi. Hồi xíu, ngoại lý có gì đập vô đầu luôn. Tao mới mở cửa ra, mới đánh thôi. Ảo vậy? Rồi xong qua ngày thứ hai luôn. Ảo thiệt sự luôn á, tính ra là mình mở cửa là game hay cho mình chơi xíu thì hãy đánh đúng không? Hay là cho mở cửa đi nữa. Mình chỉ có 5 ngày thôi đúng không? Bây giờ mình mà thua là mình đi luôn đó. Đúng rồi, mình thua là mình đi luôn á. Từ để phong mở cửa nè, từ nha. Tâm, mình rút kinh nghiệm rồi, Ôi, ông ngoại đi rồi, ông ngoại đi rồi. Bên này là gì đây? Một cái hầm bí mật. Mình phải tìm chìa khóa mình mở ra mấy bạn ơi. Ôi, mình nhìn cái nhà này ghê quá. Cái nhà này mình có ngoài đời không biết sao luôn. Cái nhà này nhìn sơ sợ sao á. Trời, cái nhà tù chứ nhà ông ngoại nào. Trời ơi, nhà nhiều đường dữ vậy. Ui, có đường ray nữa. Có cả đường ray xe lửa nè. Cái này là gì đây? Nhà ông ngoại bây giờ có tàu điện ngầm bắt. Con gì đi theo mình nè, Ủa, khoan từ, khoan nào, nó kêu lên cho ông ngoại biết không? Ê, cũng có thể lắm nha, nó là cái máy, giống như cái máy báo hiệu của ba. Chạy. Ông ngoại. Cầm súng bắn. Ghê quá. Chỗ nào nấp không? Trời ơi, bình thường bà ngoại mới cầm cây, bây giờ ông ngoại chơi súng. Ông ngoại cầm súng luôn. Lách không ơi, lách được. Lách được, đóng cửa lại. Ông ngoại vô được không? Không vô đâu. Sao vô được? Tưởng ông ngoại vô không được. Trời ơi, ê, tính ra bà ngoại Rani còn hiền chán các bạn ơi. Bà ngoại Rani còn hiền nha. Ông ngoại dùng súng. Ông ngoại bạo lực quá. Từ nhưng mà hình như là con nhân vật nó bị đau quá, giờ chân nó khập khểnh luôn rồi nè. Bắn quẹ chân rồi bạn ơi. Giờ là phải cẩn thận hơn nè. Mở cửa ra. Khoan từ, hồi nãy mình xuống hầm mày đúng không? Giờ mình không xuống hầm nữa, mình qua bên đây luôn. Trời ơi. Mr. Dịch nằm đó kìa. Anh Dịch. Trời ơi. Để em mở cửa cứu anh Dịch nha. Ui anh Dịch. Trời ơi, sao khổ vậy anh. Trời ơi. Dạ này em thấy anh có vẻ mặt nha. Cái này là cái gì đây? Cái mình đang cầm trên tay là cái gì vậy mọi người? Cái này là cái cục gì ta? Cái này là cục gạt hả? Mình thấy nó giống như cái ui. Ui, hình như tôi mới thấy này đó. Tôi thấy ông ngoại. Cẩn thận. Ui, có gì đây? Viên đạn. Đạn shotgun. Tôi cần một cây shotgun. Ok, ở đâu? Shotgun ở đâu? Mình cửa nhỏ nhỏ thôi. Tôi nghĩ là mình phải cướp cái súng này từ ông ngoại á. Ê bà ơi, coi cái này có thể gạt xuống cái tàu không? Mình nghĩ có thể. Ui,
mà cái cười như nhỏ thì sợ quá. Bây giờ mình đi quay 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 rồi 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 xong xong rồi xong rồi xong rồi, ngoài bắn ngoài bắn ui ây da, trời ơi một cái trời ơi ông ché sọt luôn rồi mấy bạn ơi. Rồi xong luôn, đêm thứ tư luôn rồi đúng không? Ê mọi người ơi, tôi nghĩ là chúng ta nên nên chơi lại từ đầu đi mọi người, để chúng ta đi cho con nhân vật chúng ta chỉ nhanh xíu đúng không, chứ giờ nhân vật chúng ta chỉ chậm mồi đúng không? Đó chơi từ đầu nha. Ê vậy có tính là ăn gian không? Đâu đâu ăn gian đâu, mình chơi game mà mình chơi từ đầu chứ không phải là mình đâu. Đúng rồi, chứ lại nè lại nè, rồi một ngày mới bắt đầu nè. Rồi chắc là thắng được ông ngoại không? Thắng chứ sao không thắng nè, thấy không, ngày một nè không, bây giờ yên tâm đi, tại vì á là bây giờ mình có kinh nghiệm rồi, bây giờ mình có kinh nghiệm rồi, nó không sao đâu. Cái nói đúng đây, ok bây giờ mình ra nha, mình lụm chìa khóa, mình làm nhanh luôn nè, mình lụm chìa khóa nè, sau đó mình mở cửa rồi nè. tốc độ luôn nha, đây rồi. Lấy chìa khóa mở cửa nha, mình tỉnh thôi. Mình tỉnh trời mở cửa nè, rồi chạy ra qua bên đây nè, bên đây là có chìa khóa đúng không, lấy luôn. Ủa chìa khóa đâu, ủa mất tiêu rồi, nó đổi rồi hôn nghĩ sợ chưa. Ơ vậy mình có nên lên trên đây không mọi người? Ôi mở được nè. Ôi cái túi tiền rồi ra á. Em mở ra thấy em ngoài. Ê đừng nói vậy, gùng lắm nha. Nói gì gùng lắm. Em ở nhà ông ngoại giàu dữ vậy, nhà bà ngoại rách 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 quá trời, nhà ông ngoại đúng giàu luôn á. Nhà ông ngoại đúng giàu luôn á. Này là gì đây? Ủa có cái đèn piano kìa. Đánh đàn chơi không? Trong học tủ này không có gì nè. Đừng đánh. Ông ngoại lên bây giờ. Chiêu ông ngoại luôn rồi. Ông ngoại ơi. Mấy mày liều dễ sợ luôn trời. Ôi chơi game là phải vậy mới vui đúng không cây? Ủa, đèn sụt gân. Ui, chìa khóa. Yes. Chìa khóa màu đỏ. Chìa khóa màu đỏ để mở này đúng không? À không, cái này là mở bằng này. Rồi cái tu vít này còn hơn cái chìa khóa đó bà. Cái chìa khóa này nó là cái gì đó, cái xe. Cái chìa khóa này sẽ là một trong những cái manh mối rất là quan trọng cho coi, đảm bảo luôn. Có cái nút gì đây? Ủa cái gì đây? Nó không hoạt động rồi. Không hoạt động được hả? Cái này lên được không? Lên được. Lên được. Lên. Cái cầu thang gì đâu, nhà thì giàu mà cầu thang nghèo dữ trời. Ủa cái này là gì đây? Trên nóc nhà. Cái này là trên nóc nhà nè mọi người. Ủa? Trời ơi. Ủa? Ui, có gì bên này nè? Ui. Ê, làm rơi chìa khóa rồi. Làm rơi chìa khóa rồi. Mình không có cất được. Từ cái này là khúc gỗ hả? Ủa lấy khúc gỗ làm gì? Khúc gỗ này. Trời khúc gỗ được cầm để đánh lại ông ngoại. Là ông. Trời ơi. Té luôn trời. Nhảy xuống cái kia. Real life té xuống cái là nằm luôn. Trời ơi té xuống cái nằm luôn mấy má ơi. Rồi xong ngày thứ hai luôn trời ơi. Sao? Ít nhất là mình đã gọi là khám phá được một phần của cái căn nhà này rồi. Bây giờ mình cần đi khám phá. Đúng. Mình là biết rồi không? Bây giờ chân khập khển rồi. Hay cho lại lần nữa nha. Trời ơi. Lại đi. Ôi, làm lại nè. Nãy giờ là nháp nha các bạn nha. Nãy giờ là bọn tôi giả vờ không biết chơi, hiểu không? Đúng không cay? Đúng rồi, chứ cái game này xưa giờ mình kinh nghiệm lắm. Mình chỉ bạn cái là bạn chơi lượt liền hay lắm. Đúng rồi. Gì trời ơi trời. Bây giờ cay chỉ mình nha, từ nãy giờ mình chơi thua hoài, cay chỉ mình nha. Bây giờ ê, cái chìa khóa nãy mình lụm có khi là mình mở ra cái này nè. Ui, cái gì vậy? Mình lấy được cái tấm ván nè. Cái này là gì cây? Cái này cần cái gì khóa? Cần một cái đồ để cài lên đó. Cần một cái đồ để cài. Đúng rồi. Ủa, cái tủ này mình chui vô trốn được nè. Hợp lý à, quá đã luôn. Còn cái này là gì? Cái này thì bị che lại một cái hầm bí mật. Ui, cái con này nữa. Con này làm sao? Làm sao tiêu diệt nó? Ui. Trời ơi, nó kêu ồn quá ta. Nó không chui gì được. Ủa, vậy là mình đi đâu vậy? Vô cái tàu được. Không, mình không đi vô cái tàu được, mà không vô tàu được. Cái này mở được gì không? Ui, cái này con. Ui. Ui. Thiếu một cái đồ gạt nữa. Nhưng mà cái đồ gạt nó nằm ở đâu? Chết rồi, ông ngoài xuống, ngoài xuống. Trốn. Ông ngoài ơi, đừng nghe con nha. Ôi, tôi nghe tiếng bước chân nha. Nghe lộp cộp, tôi nghe lộp cộp quá trời. Im lặng, tất cả im lặng nào. Im lặng. Hình hít. Lạ. Nhưng ngoài đi rồi. Đây rồi, ông ngoài mới xuống. Ông quay đầu lại cái là bạn đi luôn á. Đúng rồi, chạy đi đóng cái lại. Chạy đi chứ ông ngoại, phần này là toàn chơi súng không mà chứ không. Ui, chơi có gì trong tiệm kìa. Một con gấu bông hay sao á. Nhanh. Thấy hồi hộp bây giờ, hồi hộp thiệt luôn mà. Ui. Mọi người nghe có nghe tiếng tim đập không? Tôi nghe tiếng ông ngoại. Ông lên rồi, trốn đi. Trốn đi bà. Trốn ở đâu vậy? Ôi, chị nhanh lên. Khoan từ, hình như con gấu bông này của ổng không cho mình lấy sao, mình trả lại ổng đi. Ô, một căn phòng khác nữa nè.
Ôi, căn phòng bí mật, căn phòng bí mật. Thật tủ có gì không? Có một lầm. Cái này là gì? Ốc hả? Khóa. Cái này là cái chìa khóa. Chìa khóa. Mà chìa khóa này là của cái gì ta? Để đi vòng vòng xem coi. Mình đang tạm thời thoát được khỏi ngoại đó. Rồi đó, anh thấy không? Mình có kinh nghiệm mà, thấy không? Chơi lần rồi mình biết liền. Gặp cứ gặp ổng là mình chạy thôi. Đúng, cài nơi đúng. Còn lâu bắn cây thôi. Mấy cái hộp tủ mình cứ mở ra hết nha. Để coi cái hộp tủ nào mình kiếm rồi mình sẽ mở ra hết. Để cho mình phân biệt. Nhà ông ngoại giàu ghê trời. Khoan từ. Hồi nãy mình nhớ có cái gì chớp chớp đây nè. Đây, phải không? Cái gì đây? Một viên kim cương. Ủa viên kim cương hả? Ủa đá hả? Tôi tưởng kim cương ba thông. Hồi nãy mình không thấy cái chữ stone. Ui gì nữa đây? Ơi lại đạn. Nhưng mà mình không có súng đâu. Chỉ cần súng. I need a shotgun. Bằng bằng. Bên đây là gì nè? Đá nữa nè. Đá. Ủa đá làm có gì vậy? Có cái cục đá nè, kiểu để làm đạn hay gì vậy? Không biết. Không đá để chọi vô mặt ông. Đây là chỗ này. Là nhà kho này. Sao cái chìa khóa giống cái gì? Ủa cái chìa khóa này không phải rồi. Không phải rồi. Ui. Ông ngoại kia. Ông kia. Để lượm thêm. Ông quay qua rồi. Cái là chạy được. Yên tâm. Cái này là gì đây? Ui. Trời ơi. Ê! Yên tâm, ông ngoại không biết mình đây đâu, yên tâm. Không biết đâu. Ờ, vô nhà. Bây giờ mình đi đâu ta? Không có gì hết trơn. Ôi, cái này mở được nè. Mở được nè. Đẹp nè. Cái cục đá. Ngon. Ê, mà giữa người cầm súng và người cầm ná, người nào sẽ có cơ hội thắng mọi người? Ông mà có thể bắn được tao không? Mình hỏi thật luôn á. Ví dụ mà bắn bị cho bắn. Ủa cái đồng xu nè. Mà đồng xu để làm gì? Từ cái đồng xu mình nhớ vị trí của nó đó nha. Có cái nào quăng ở dưới không ta? Mới nghe tiếng gì đúng không? Ui cái này bắn sao? Này bắn sao? Bắn nè. Ui. Đi. Mình phải nhây gì đó mới vui mọi người hiểu không? Mở cửa được mà. Ui mở cửa chậm vậy? Hay quá. Mở cửa đi nhanh lên. Nhanh lên, phía trên là đường cục rồi. Chạy. Đóng cửa lại. Ok. Bên này là chỗ nào? Tôi nghĩ đây là khách sạn mọi người, chứ không phải cái nhà đâu. Cái nhà này nãy mình xem bên ngoài cái nhà ổng bự lắm. Đây, từ. Ở đây là lò sưởi nè. Ui, có gì trong đây hả? Thanh gỗ ở đây. Ôi, thanh gỗ như chỗ này. Mọi người nhớ giúp mình nha. Trời ơi. Không okay. Biết luôn, cái khách sạn này nhiều thứ lắm sao nhớ nổi. Trong tủ này có gì không đây? Ồ, không có gì hết. Chỗ này là gì đây? Ui, thang máy hả? Mình tưởng nó nhảy xuống này gãy chân nữa chứ. Đây rồi, cái khúc gỗ ở trên nóc nhà á bạn ơi. Ok, để mình lên nóc nhà lấy khúc gỗ. Ông ngoại coi đây không vậy? Ông ngoại ơi, đừng có nhà lúc này nha, con lên trên nóc nhà. Con lấy khúc gỗ, con đốt lò sưởi cho ông ngoại ấm nha ông ngoại. Đúng rồi, chỉ muốn ông ngoại ấm thôi chứ con không có ý gì đâu. Đúng rồi, đâu phá gì đâu. Đây con mở cửa. Cái game này nó khó chịu ở chỗ là nó không cho mình cất đồ bạn ơi. Đồ mình chỉ có thể cầm được trên tay thôi. Đúng rồi. Đó, nó cầm một món nhưng mà khó hiểu không? Vậy bị khó. Ê rồi, đây khúc gỗ đâu. Nhớ là nó gãy chân á ông ơi, giờ làm sao vậy? Ủa khúc gỗ bên này nè, nhưng mà hình như lấy được. Mình ngồi xuống nè. Đó, mình lấy được. Đó. Nhưng mà thôi hy sinh cái kia đi. Mình mất tiêu rồi. Ê sao cảm giác nó đánh đổi quá à. Nó hơi lỗ sao á. Bây giờ mình phải gọi là cho cái kia nó đốt lên để mình. Ông ơi. Khúc gỗ. Trời ơi, rơi khúc gỗ dưới luôn rồi ông ngoại ơi. Trời ơi, xuống gặp ngay ông ngoại đứng đây luôn phải chuối. Ôi trời ơi, bây giờ sao? Giờ sao xuống? Ông ngoại canh kìa. Ôi, ông ngoại bắn. Ôi trời. Ông ngoại lấy cái đồ bắn mà ông để chạy xuống á. Nhưng mà bây giờ cái đồ bắn nó rơi đây rồi. Trời ơi, hay đồ hay ngoài. Đồ. Để Phong. Để Phong thử. Hi. Ô làm được. Thử nha. Thử nha. Không sao đâu. Không sao. Ok, được rồi. Hay. Ủa nhưng mà bây giờ mình lấy cái này sao mình lên trên lại được? Thôi mình xuống nhà thôi. Ok mình xuống đây đi. Lùm thêm đá. Một cục đá đúng không? Tinh Phong đi. Sam có coi quanh phi không? Biết u sót không? Bằng. Trời ơi. Phong làm được. Phong làm được. Nhầm ba mấy game này. Trời ơi. Đây lấy cục gỗ nè. Tinh nhẹ cục gỗ. Mà cục gỗ nãy để đâu ta? Không nhớ rồi. Giờ mình nãy nhớ là ở trong một cái phòng. Ở trên đây nè, bên này thì không phải bên này đâu, không phải trong đây. Ở trên đây. Ui, có bình hoa kìa. Ông sắp tỉnh rồi nha. Từ, Phong đang cố đây, Phong đang tìm chỗ đây, nhưng mà chỗ nào vậy? Trời ơi, cái nhà đúng rộng luôn, không biết chỗ nào luôn má ơi. Ôi, sao xuống đây hoài vậy? Không, tôi xuống tôi coi cái đường nào á, tại tôi không biết đường nào. À cái này cần khúc gỗ đặt để mình đi qua.
Giữ giờ sao? Chạy lên ơi, chạy lên, chạy lên ơi. Ai? Lộn chó ơi. Chạy lên chó rồi. Mình sốc rồi. Trời ơi. Sao? Tôi thấy ở trận này mình cũng có nhiều cái kinh nghiệm rồi đó. Đúng rồi, mình có kinh nghiệm mà. Thôi làm lại nè. Bây giờ làm lại lần cuối nha. Lần này mà thua nữa là xóa game luôn nha Kai nha. Nha Kai nha. Cửa nha. Lấy là nãy giờ là bị ông ngoại rồi cho ăn hành hơi nhiều nha. Đâu, cái này là nãy giờ là Phong cố ý đó. Chứ Phong đâu có dễ thua vậy. Này, cái này hình như là phải cần có chìa khóa nè. Mà chìa khóa màu gì nó không cho mình biết màu luôn nha. Ở đây có gì không? Không có gì hết ngoài anh Dịch. Ok, còn trên đây. Mở cửa ra. Thấy ngoài ra đây là người đời. Sợ quá. Ui, ông ngoại kêu, ngoại kêu. Sao lúc nào gặp ông ngoại cho mình chạm quay cái lưng lại nha. Cứ mở cửa ra thấy ông ngoại quay lưng lại à. Không sao. Thà ông ngoại quay lưng lại đỡ hơn ông ngoại quay về phía mình. Ông ngoại đâu rồi? Ông ngoại đi rồi. Rồi, tìm đâu. Ngoại ra ngoài rồi. Ui, cái này là cái gì? Cái này là cần gạt. Nhìn cái này lạ hẹt, lần đầu thấy mấy cái này luôn á. Cái này nhìn nó khó hiểu, nó là cái gì á, không hiểu nó là cái gì á mọi người. Cái gì nó gặm vô cái cục rồi đó, xong rồi mình gạt xuống. Theo cái đúng rồi. Em mở cái cửa bên kia, có cái cửa trong cái lò trong cái lò có cái cửa. Bên kia. Đây. Đây, thấy rồi. Một cái cửa mới, cửa này mới quá nhờ. Đây, nhưng mà có cái phòng gì á, nhưng mà có cái phòng như cửa phòng sắt thế sao? Không, nó là cửa sau lưng đó Kai. Ủa mới dữ vậy. Ê sao có gì? Ủa gì vậy mừng râu? Mình phải cho ông ngoại vậy không? Mình nhảy xuống đây là được. Ui khúc cổ nè. Ok. Hợp lý. Vậy là mình đem khúc cổ lên chỗ hồi nãy nha. Mà mọi người nhớ chỗ không vậy? Không. Ở tầng trên ở dưới một cái mái mình nhà. Đúng rồi. Rồi, tầng trên đúng không? Một tầng thôi đúng không? Trên đây đúng không? Rồi, hình như bên này. Đúng rồi. Ngoại đâu? Ông ngoại đi chưa? Gục quá. Rồi. Ngoại đi chưa? Ông ngoại đi đúng không? Vô phòng đó. Chắc chưa hả? Ông ngoại đi chưa? Rồi, đúng rồi, phòng này. Ông ngoại chưa đi. Đi, cái cửa ngược lại phải không? Cái cửa ngược lại à. Cửa lớn. Cửa này hả? Ok, đóng cửa lại. Rồi sao nữa? Có gì đặc biệt không? Trời ơi, nó cần cái bật lửa. Trời ơi. Trời. Nó phức tạp vậy hả? Xí bà khó vậy ta. Xí bà. Ủa gì vậy? Tôi mới thấy ông ngoại. Ngoại ơi. Ông ngoại vô kìa. Ông ngoại ơi, đừng biết con ở trong này. Ngoại ơi. Ê, đừng có la to. Ok. Không la to được. Ôi trời, đầu tiên mới à. Ngoài nói gì á? May quá. Ông ngoài bị cẩn mọi người không thấy rõ. Mày quá, mày quá. Đúng rồi. Ê khoan, từ trước khi bạn ra, mình đi lui lại đi, mình nhớ có cái gì á, ngay cái bức tường này á. Đó. Bức tường. Ồ. Nhưng mà cần chìa khóa. Ở đây nhiều cái cần chìa khóa chứ ta. Nhưng mà cái chìa khóa của nó mình không biết là chìa khóa của cái nào để mình mở kiểu vậy. Mở trong cái nhà này nó rộng quá. Đóng cửa lại cho chắc. Ui, hú quét nè. Đây. Chú mày đâu bây giờ? Chú đeo của chú. Ông ngoại đi ông ngoại. Không có ai ở đây đâu. Hình như không thấy. Ôi, áo gì? Ui, hình như không thấy. Trời ơi, bạn có thể chui xuống giường á, nhưng mà này bạn chưa kịp chui. Ủa, mình chui xuống giường được hả? Nhờ, tôi quên, trời ơi. Mất luôn cái hộp quạt. Không sao đâu, mình nhớ rồi, hộp quạt nằm trong nhà vệ sinh đúng không? Không. Ủa không, chỗ nào ta? Nó là ở chỗ đó. Mà ở chỗ đó là chỗ nào? Cái chỗ này đang bị ông ngoại đánh. Nhưng mà tiếc rồi, nhưng mà cái chỗ ông ngoại quánh là chỗ nào vậy? Nhớ, nó là tầng hạ, nó ở tầng trệt, tầng 1, lên tầng 1 là có. Đây, lên tầng. Rung quá ta. Không sao ta. Ôi. Có chỗ nào trốn không? Có. Cái giường. Trốn ở đâu? Ôi trời ơi. Ông ngoại. Ôi. Trời ơi. Ôi trời ơi là rồi. Lần cuối cùng nha. Lần này mà thua nữa là tập 2 luôn. Không chơi. Lần cuối cùng. Tụi đâu nghĩ là ngoại mạnh vậy đâu. Trời ơi, ngoài này cơ to nè. Ngoài bắn một cái à. Anh em có muốn cùng tôi, đồng hành cùng tôi chờ đến ngày chúng ta phá đảo game này không?
Không biết nữa. Không sao, mình tin bạn mà phải không? Mình tin bạn mà. Mình tin mình đúng không? Mình đúng không? Ừ. Mấy game này dễ mà. Ngoại mạnh quá. Không sao, mình tăng mana dữ quá. Ui, ông ngoại vô cái phòng đó rồi. Cái phòng này nè, hình như vô phòng này nữa. Đúng rồi. Rồi, cái phòng gỗ kia là ở đâu ta? Là đối diện luôn á. Rồi là chui xuống giường. Cái phòng gỗ đó là ở đâu? Trên lầu. Đi thẳng mà. Đúng rồi. Ui ui ui, quay ơi. Chui rồi. May quá. Ông ngoại ơi, ông ngoại mới vô không vậy? Từ bình tĩnh. Ê, nghe tiếng ông ngoại lao. Ông ngoại rú lên kìa. Ngoại hôm nay kiểu mày ra đây cho tao. Ủa mà sao lâu quá vậy? Ông ngoại lâu vô kiếm mình quá vậy? Chắc ăn đường rồi. Rồi, có gì đặc biệt không? Ông khói có gì vậy? Đúng. Nhiều khi ở trên đống khói có gì đó, mình sẽ lên trên. Đúng rồi, chứ nó không nào mà vô lý vậy được. Đúng, vậy mình lên lầu đúng không? Lên cái cầu thang, lên cầu thang. Chụp cái que gì vậy? Ống khói nào ta? Ui, ống khói bên này. Nó sẽ có gì cho chúng ta? Ui, trứng nước hả? Ủa, gì đây? Ui, chì quá. Khói màu đỏ này là như mở trong cái tủ đỏ đúng không ta? Tủ đỏ đỏ nằm đâu? Trời ơi, nhà ông ngoại khó hơn cái việc con đi kiếm ngoài răng nữa. Hôm này không có gì đâu. Tưởng cái chìa khóa đó chứ. Ôi, trời ơi, ngoại ơi. Mở đi. Cái gì vậy? Trời ơi, ông ngoại ơi, đừng nhìn con. Mình bấm nhầm. Ai xí bà. Cay ấy nhờ. Cố lên học đó. Bây giờ cái thời gian này là mình là be bét rồi đó. Ôi bây giờ là mặt mày be bét luôn á. Là giờ là thua lần nữa là xong luôn á. Ê cái chìa khóa đó có khi là mở ở đây nè. Đâu? Mở đây hả? Không biết được. Bây giờ là què chân luôn các bạn ơi. Bây giờ là què chân luôn rồi. Què, phong què tí gì vậy nè. Nó cập tiễn ngay sao nè. Sammy nói nghe buồn cười ấy. Ok từ để mình ra ngoài xe coi mình có ngoài xe có gì không. Ia đau chân quá. Có mấy viên đạn rồi à. Ui cái gì đây. Cái tấm ván. Đây cái tấm ván này hình như là để mình có kia. Đúng rồi mình đặt đường mình đi qua kia sao á. Đúng rồi ở trên lầu. Ông ngoại ơi gặp ông ngoại đưa. Cửa khác ông ơi. Ông ngoại đau, ông ngoại có đau không? Mở cửa ra theo ngoại. Sao thấy được, trời ơi. Ngoài đi rồi, phong tính hết rồi, phong tính hết rồi. Ông ngoại bị cận nhưng ông ngoại rất là, chứ là cái gì đó, tay rất là thính nha. Tay rất là thính, đấy, rồi qua đây đúng không? Đấy, rồi mình đặt cái này xuống đây. Rồi, hợp lý. Trời ơi, game là dễ luôn. Ui rồi ôi, game là dễ cái này gì đây? Cái này là gì? Cái này là cái gì đó để xoay một cái gì đó. Những đồ xoay tơ gì rồi. Cái này là gì ta, công chúa ngủ trong rừng á, đụng cái nằm xỉu hả? Có cái xe lăn của ông ngoại bên kia nữa kìa. Mà qua được không? Ấy qua không được. Đúng rồi. Không, bọn phải đi lại cái chỗ kia, sao bọn đi qua vậy được. Chìa khóa nè. Khoan từ, chìa khóa này có dùng được không? Thử coi. Không được, chìa khóa dùng được. Mình nên lấy cái này hay là mình nên lấy cái chìa khóa mọi người? Mình nghĩ là bạn lấy chìa khóa, sau đó mình quay lại chỗ cũ đi. Ok, mình đi kiếm từng cái tủ mình mở đi. Mình đi quay trở lại cái hầm đầu tiên á. Em nghĩ là nhân vật chính đang hoang mang á kìa. Ủa gì kỳ vậy mấy bạn, vậy rốt cục bây giờ mình phải làm gì tiếp ta? Quay lại cái chỗ cũ á, quay lại cái phòng tù đầu tiên á. Nếu mà tôi là nhân vật chính, tôi sẽ cầm súng bắn ông ngoài, nhanh nhất, hết chuyện. Nhưng mà giờ súng đâu bắn, trời ơi. Cũng đúng. Mà cái phòng tù đầu tiên của mình nó nằm ở đâu ta? Xuống dưới nè, đường xuống dưới nè. Cái này đúng không? Ok. Rồi, ý cái là cái này đúng không? Yeah, yes sir. Okay. Không được. Trời ơi là trời. Cái này là cần cái hai cái bình lên nè. Đưa hai cái bình. Để khoan từ, để xuống hầm này coi cái hầm này có gì mở được không? Cái này sao? Không được. Cái cần cái đồ cày. Đồng xu kìa. Đồng xu nè. Nhưng mà nãy giờ mình chưa kiếm được đồng xu. Còn bên này sao? Con ốc nè. Con mấy cái lon nước nè. Ui, có đường đi nè. Có cái đường nè. Không có đường nữa. Trời nó cũng vậy. Cái đường này là để trốn ông ngoại nè. Cái đường này mình chui vô mình trốn ông ngoại thôi. Ê nhưng mà từ nãy giờ mình đi vòng vòng không thấy ông ngoại được hết á. Ôi ông ngoại ơi. Trời ơi vừa mới nói xong luôn. Trời ơi. Trời ơi cái game này là
mình là mình gọi sao ta, mình mới giải mã được đúng một cái là cái lò sưởi ấy, đúng mọi người, còn mấy cái khác chưa giải mã được, cay thiệt chứ. Ok thôi rồi bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay là Hero Team bọn mình đã cùng nhau chơi thử cái game ông ngoại kinh dị Granny Bar này rồi. Thì mới đầu chơi thì bọn mình sẽ không biết chơi, bọn mình sẽ chơi nó hơi khó xíu, mấy bạn thông cảm nha. Đó, bọn mình sẽ cố gắng tìm hiểu game này để mình chơi hay hơn trong những tập sau, và bọn mình sẽ phá đảo trong những tập sau nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video Granny Bar lần sau nha. Tạm biệt. Bye. Bắt hoài luôn á. Are the king, Hero Team, Hero Team.